Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tập tiếp theo và là ngày thứ 3 trong chuyến du lịch Bali 5 ngày 4 đêm của mình. Hôm nay thì mời các bạn cùng đi biển với mình nhé. Khởi đầu ngày mới với việc đi ra bến tàu để khởi hành sang đảo Nusa Penida, một hòn đảo nằm giữa biển với cực kỳ là nhiều bãi tắm. Và đây cũng chính là lý do tại sao mà mình chọn công ty du lịch SK Travel, vì có mỗi họ có lịch trình này đi trong tour. Thời gian di chuyển bằng tàu cao tốc này thì sẽ hết khoảng là 45 phút để tới nơi. Các bạn nên chuẩn bị sẵn thuốc say sóng nhá, vì ở đây sóng cũng khá là to đấy. Còn nếu các bạn ưa mạo hiểm và thích trải nghiệm như mình thì có thể lên bong trên để ngồi lên nóc tàu, ngồi đây gió mát phè phè thích lắm, nhưng mà nhớ bôi kem chống nắng để cho đỡ hại da đấy nhá. Rồi, các bạn nhìn làn nước biển xanh màu ngọc bích trong vắt này có mê không? Tới nơi thì sẽ có xe ô tô riêng để chở đoàn đi tới các bãi biển. Thời gian di chuyển giữa các bãi biển thì sẽ mất khoảng gần 1 tiếng vì đường ở đây cũng dốc, nhỏ và quanh co lắm. Mình khuyên thật là các bạn nữ nên chuẩn bị thuốc chống say tàu xe chứ không đi cung đường này xong thì có mà chớ hết. Điểm dừng chân đầu tiên là một bãi biển cực kỳ nổi tiếng ở đây, đó là Kelingking Beach, hay còn được biết đến là sống lưng khủng long. Ở đây thì các bạn sẽ có một vài góc chụp ảnh để thấy được phần đầu chú khủng long T-Rex. Còn đây là hình ảnh mình chụp pano để các bạn có thể hình dung được phần đầu, lưng và đuôi của dãy núi này. Hơi tiếc là lúc mình tới thì trời mưa khá nặng hạt, trèo xuống dưới thì hơi đông nên là mình chỉ đứng ở trên và chụp ảnh xuống thôi. Ở đây thì cũng có cửa hàng bán đồ ăn và nước uống giải khát nên là mình có mua thử nước dừa tươi, và cái này thì các bạn sẽ phải chi trả riêng nhá. Các bạn nên mang theo khoảng tầm 100 đô Mỹ để cầm phòng thân. Đổi ra tiền Indo thì sẽ được 1.425.000 rupiah. Trong Indo thế mà giá tiền còn lớn hơn gấp rưỡi tiền Việt luôn. Một quả dừa này thì có giá là 15.000 rupiah và nó sẽ tương đương với khoảng tầm 25.000 tiền Việt nhá. Sau khi uống nước dừa ở đây và hỏi một số anh chị khác ở trong đoàn thì nước dừa ở đây có vẻ là không ngọt bằng nước dừa của Việt Nam mình đâu. Ngon lắm. Nó chua lắm, không có chị uống rồi. Okay, tôi yêu Việt Nam. Tôi yêu Việt Nam. Okay, Jasmine, I love Việt Nam. Sau đó là tới bữa ăn trưa cùng đoàn rồi lại tiếp tục đi sang bãi biển khác là Billabong Beach cùng với cả Broken Beach. Hai địa điểm này thì đa số là tới để ngắm nhìn sự hùng vĩ của thiên nhiên. Angel Billabong là một hồ bơi vô cực tự nhiên nằm giữa những hốc đá. Màu nước ở đây có màu xanh trong như pha lê, còn Broken Beach hay còn gọi là cánh cổng thiên đường. Nó là một cánh cổng tự nhiên khổng lồ dẫn vào bãi biển nhỏ với hai màu nước xanh biển và ngọc bích. Đứng từ trên cao chụp xuống thì chắc chắn là bạn sẽ có được những tấm ảnh tuyệt vời, và nếu may mắn sẽ còn được nhìn thấy loài cá hiếm khổng lồ có tên là manta nữa nhá. Nhưng mà mình có vẻ là chưa may mắn lắm nên là chưa nhìn thấy để quay lại cho các bạn xem. Sau khi đã tham quan biển xong thì bọn mình trở về đất liền và có một buổi tối tự do trải nghiệm khu phố trung tâm gần với khách sạn. Mình có đi ăn các món ăn địa phương nổi tiếng chẳng hạn như là ayam satay, là gà xiên nướng. Đồ ăn ở đây thì không quá đắt, giá cả cũng gần như là tương đồng với cả Việt Nam mình thôi, nhưng mà hương vị ẩm thực của người dân Indo đa số là thiên về cay và đậm đà. Suất chấm thường sẽ là suất chấm samba hoặc là suất bơ lạc để ăn kèm. Bali không hẳn là một thành phố quá sầm uất tại thời điểm mình đi, cho nên là lối sống giải trí của họ cũng khá là bình dị, chỉ đơn giản là những tấm lót, một chiếc bàn nhỏ và một ban nhạc sống là họ đã có thể chill chill cả tối được rồi. Mới đến ngày thứ 3 trong chuyến đi 5 ngày 4 đêm thôi mà các bạn đã thấy mình đi được nhiều chưa? Quan trọng là các bạn cần phải chọn đúng được công ty du lịch để mà mua gói tour. Sau khi tham khảo cực kỳ nhiều bên thì mình chọn SK Travel vì những lý do sau: thủ tục đơn giản, thông tin được cung cấp đầy đủ, hướng dẫn viên nhiệt tình, chuyến đi diễn ra thuận lợi và không phát sinh thêm bất cứ phụ phí nào cả. Mình chia sẻ thông tin này vì ở video đi Hạ Long lần trước thì nhiều bạn hỏi là mình mua vé ở đâu, đi như thế nào. Có gì thì mình cũng sẽ ghi ở phía dưới comment để các bạn tham khảo luôn nhé. Còn giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo để biết 2 ngày cuối cùng tại Bali của mình sẽ như thế nào.